giới thiệu về Hà Nội, mới đây chuyên trang CNN Travel có gợi ý rằng nếu muốn thực sự hòa mình vào nhịp sống của thành phố này, bạn có thể khám phá ẩm thực về đêm, xem một show nghệ thuật, nhấm nháp vị đêm trên những con phố cổ. Những hoạt động này được xem là ví dụ điển hình thể hiện rõ nhất mô hình hoạt động của kinh tế ban đêm, nơi những hoạt động kinh doanh chỉ thực sự bùng nổ sau khi mặt trời lặn. Tại Việt Nam, kinh tế ban đêm được nhắc đến trong thời gian qua. Nhiều ý kiến cho rằng chúng ta có tiềm năng nhưng việc chưa phát triển mạnh kinh tế ban đêm khiến ngành du lịch chưa tạo được sức hút lớn và bỏ trống một nguồn thu rất lớn. Sau đây là ý kiến của nhiều du khách quốc tế về vấn đề này. Trong chuyến công tác tới nhiều quốc gia châu Á, anh Rajun đến từ Bangladesh có 3 ngày ở lại Việt Nam. Anh rất tranh thủ thời gian để có cơ hội mua sắm và cảm nhận đất nước mà anh lần đầu tiên đặt chân tới. Anh Rajun đã có một chút nuối tiếc. Tối qua tôi ra khỏi khách sạn vào lúc 11 giờ đêm. Hầu như các cửa hàng, cửa hiệu đều đóng cửa, chẳng có gì để xem cả. Hôm nay phải tranh thủ đi thật sớm để mua sắm mà cũng phải về thôi vì cũng sắp đóng cửa rồi. Việt Nam khác hẳn các quốc gia tôi từng đi, dịch vụ ban đêm đều rất đa dạng. Mua sắm, ăn uống, giải trí là những nhu cầu rất lớn của du khách. Thực tế cho thấy, Việt Nam mới đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trong khi đó, theo khảo sát, những sản phẩm này chỉ mang lại khoảng 30% doanh thu dịch vụ. Các sản phẩm dịch vụ thu được nhiều tiền nhất là từ 6 giờ tối đến 2 giờ sáng, mang lại doanh thu khoảng 70% thì chưa phát triển. Nhiều khi thời tiết ban ngày rất nóng, ra ngoài không được lâu, buổi tối dễ chịu hơn nhiều, nhưng cũng không có nhiều lựa chọn vì các cửa hàng đều đóng cửa quá sớm. Nhiều khi cháu nhà tôi muốn ra ngoài ăn đêm mà cũng không biết mua ở đâu. Khách du lịch không có nhiều thời gian nên rất muốn có cơ hội để tận hưởng ở đất nước mà họ tới thăm. Ở Việt Nam, ban ngày giao thông hỗn loạn, nhưng đêm đến dễ chịu. Chúng tôi rất mong muốn được đi dạo mua sắm hoặc giải trí, nhưng có vẻ không có nhiều người Anh. Theo nhiều chuyên gia du lịch, khách du lịch đi tour ban ngày có thể trả tiền tour $100, thì ban đêm họ cũng có thể trả con số tương tự hoặc hơn. Liệu có phải chúng ta đang lãng phí một nguồn thu rất lớn từ kinh tế ban đêm? Để trả lời câu hỏi này, cần có nghiên cứu chính thức xác định quy mô cũng như tác động của nó đến hoạt động kinh tế nói chung. Việc xây dựng chính sách cũng cần dựa trên cơ sở nhu cầu và điều kiện của từng địa phương, vùng miền cũng như tham khảo kinh nghiệm quốc tế.